Rồi. Xin chỉnh giấy tờ coi. Xin chỉnh giấy tờ coi. Muốn em đi cờ đồ không anh? Nó đưa về quận luôn à, chứ không có đồn gì hết á. Không vậy. Nó có đi đâu bố anh, nó lấy đưa bà trong kia nó coi á. Tài sản gì còn gì không? Bây giờ anh về trong tài sản có gì đây không? Đây. Rồi. Quen. Để thử coi đồ đồ đấy danh hiệu săn bắt cóp đồ ha, đúng không? Còn này là ba con nhóm cũng bắt rồi ha, hiểu ha. Chào gì anh? Đây rồi 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 để nguyên kỹ thuật hình sự rồi ok ha, rồi hiểu rồi. Đây, xe nói kìa, xe nói kìa. Xe đâu? Con này cho 5 đây, cho đây, 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 đây. Không, kiểm xe ra xe nó trước. Đây, đi đây. 5 ngàn 4 rồi ha. Đi ra xe trước. Đưa vô phường Tân Nhân Phú luôn. Đưa ngay công phường Tân Phú. Để ra ngay chỗ Tân Quang nè. Chỗ Ngắn Đô. Chỗ Phú Long Hoa chứ. Ngắn Hồ Tây. Ủa này là của phường nào ta? Cái này có phường nào? Tân Nhân Phú. Vậy chị, cái này là của phường nào chị? Tân Nhân Phú. Tân Nhân Phú quê đúng không? Vô chở hàng người quê. Tắt đi, tắt cái đèn ấy. Anh chạy xe nó hả? Thằng em lấy chiếc xe này là đi lên phường luôn. Lấy chiếc xe đi. Có nào đi hai người không? Đi hai người, một thằng đi xe này nhờ. Em đi. Đúng rồi, một thằng công an chở mạo nó lừa mấy thằng em không được. Đây đây, chạy luôn nha.